Chào các bạn, tôi xin hướng dẫn bạn cách thức đặt mua sản phẩm và thanh toán trực tuyến bằng thẻ ATM nội địa trên website của Amway. Bạn truy cập website của Amway theo địa chỉ www.amway2u.com.vn. Bạn nhập mã số và mật khẩu của bạn để đăng nhập. Bạn có thể lựa chọn mặt hàng và xem chi tiết sản phẩm mà bạn muốn đặt mua. Chọn thêm vào giỏ hàng và bấm OK để xác nhận về việc thêm vào giỏ hàng. Tương tự như vậy, bạn có thể thêm nhiều sản phẩm khác nhau vào giỏ hàng của mình. Khi đã hoàn tất việc lựa chọn sản phẩm, bạn kích chọn giỏ hàng để kiểm tra lại các sản phẩm. Nếu các sản phẩm trong giỏ hàng của bạn đã đầy đủ và chính xác, bạn chọn thanh toán để thực hiện thanh toán. Trong mục thanh toán, bạn xem lại toàn bộ chi tiết đơn hàng và kích chọn phương thức thanh toán trực tuyến. Nhấn hoàn tất đơn hàng. Bạn sẽ thấy quy định về đơn hàng bị hủy hoặc không đến nhận. Nếu đồng ý với quy định này, bạn kích OK. Tại giao diện chọn ngân hàng phát hành. Để thanh toán bằng tài khoản tại Techcombank, bạn chọn logo của Techcombank. Tài khoản của bạn cần được đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử FastiBank của Techcombank trước khi thực hiện thanh toán. Bạn đăng nhập tài khoản FastiBank của mình theo các thông tin sau. Tên truy cập là tên được ngân hàng cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ FastiBank. Mật khẩu bao gồm hai phần: mật khẩu cá nhân được cấp khi đăng ký FastiBank kết hợp với mã số do thiết bị Token Key sinh ra. Nhấn Log On. Bạn kiểm tra lại thông tin đơn hàng. Kích chọn Đồng ý và xác nhận lại về việc thanh toán. Ô xác thực sẽ hiện lên, yêu cầu bạn nhập mật khẩu. Mật khẩu này cũng bao gồm hai phần: mật khẩu cá nhân được cấp khi đăng ký FastiBank kết hợp với mã số do thiết bị Token Key sinh ra. Lưu ý, cứ mỗi phút thiết bị Token Key lại sinh ra một mã token. Vì vậy, bạn phải nhập chính xác mật khẩu cá nhân với mã token tại thời điểm được yêu cầu nhập. Nhấn Submit để thực hiện thanh toán. Bạn chờ vài giây để nhận kết quả giao dịch. Giao dịch của bạn được gọi là thành công khi bạn nhận được thông báo kết quả giao dịch thành công trên website của Amway.